Ok, xin chào các bác nhé. Nay thì có thời gian nghỉ ở quê thì về đi cắm trạch, cắm câu trạch xem nào. Thì ở đây thì nhiều người thì ấy nhá, nhiều người cắm bằng giun, mồi giun đấy, nhưng mà mình thì bắt con sâu, rau. Có sâu rau, mình cắm đây, cắm cái khu này, cắm này thấy nó trạch nó ăn nhiều lắm nhỉ, ăn động nước này. Ok nhá, giờ xuống làm việc đi. Tốt quá, bùng nhau không dùng. Chuột chạy rất cơ hình. Đấy, cắm lên khu này. Chạy ăn rất nhiều. Nay thì thời tiết nó hơi gió, mọc sâu nhá, sâu. Đã bắt sâu rau, này. Sâu rau nó con bướm nó đẻ ở cái cọng rau ạ. Mình sẽ cắm dọc cái bờ đây.
Này thời tiết nó hơi gió và nắng một chút. Quanh cái khu này trạch nhiều lắm, lớp rất nhiều, nó trời nó nắng nên nó ấm, nó ăn rất nhiều.
Đây là sông này. Sông sông này rất lâu rồi, từ xa xưa cơ. Mình về thấy nó ra đây thấy nó trạch nó ngớp nhiều quá, thế là cắm câu thôi. Sông này nó chảy rất dài. Bây giờ cắm câu em. Thôi cứ để đây tầm 2-3 tiếng ra xem sao. Bây giờ là cũng 4 giờ chiều rồi. Giờ mình ra mình thăm câu xem. Tối rồi. Được 4 tiếng. 4 tiếng cắm câu. Đi từ đầu này xem. Không biết có con nào nó tha mất câu không. Úi giời. Đây rồi, dính đây rồi. Úi giời, bác thấy nó lượn chưa? Ừ, vàng ươm. Con này khá to đấy. Để xem đi. Mấy cái câu kia nào. Sông này rất là nhiều trạch, đớp cứ tòm tóm tóm. Mắc gì à? Mắc cái cây gì à? Ồ, cũng dính, cũng dính. Ui giời ơi, to thế. Ui giời. Để mình xem một loạt rồi gỡ luôn. Ui giời, chứng tỏ rất nhiều trạch các bạn. Đây, cần này cũng dính luôn. Mắc vào cây rồi. Chạy nó mắc vào cây rồi. Xem nốt mấy cân này xem. Ui giời. Cũng dính luôn. Toàn trạch to thôi. Đây. Ui con này nó ăn nó nổi này. To chưa. Ui giời. Ui giời, cũng dính luôn. Ui nhiều thật, nhiều thật đấy. Đấy, cũng dính này. À, ui rất nhiều các bạn. Thôi giờ em đi gỡ đây. Đi gỡ. Mặc vào đống dây này. Sao rồi? Mùi sâu nó ăn mạnh thật đấy. Một con. Ôi, chết rồi. Sống mất rồi. Mất con rồi các bạn. Sống mất con to chứ. Đó con này nhân hẳn lên nữa chắc. Mất con.
cầu ngày mai để câu tiếp. Cây này toàn cây to đấy. Ui giời. Ui, con này chắc ăn nâu rồi, chết rồi. À, vẫn sống, vẫn sống, vẫn sống. Ui. Hai bốn sáu con bị sống mất một con, nó cần là cần này vẫn còn mồi nhưng mà không bị ăn. Sáu con chỗ này nhiều trạch thật, toàn trạch khủng thôi. Rồi cho bác xem, toàn trạch to, bị sống mất một con, sống một con. Chỗ này khu này sống rất nhiều trạch gớp luôn. Hôm khác ngày mai lại đặt câu. Giờ thì chiều tối rồi, đi về thôi. Quên quên đi cốc sâu rồi. Ok, xin chào các bác nhé, về đây. Đi con cút kít của con bé nhà tôi. Đấy, các bác xem, đi sọc mất một con, hai bốn sáu con, toàn trạch to béo, sông nắm trạch thật. Góc góc đấy chỉ cắm được mấy cần, không cắm thời gian nó cũng lâu lắm. Chỗ này là cũng tầm nửa cân rồi, trạch to lắm. Ok nhá, xin chào các bác nhá. Các bác xem hãy nhấn like và subscribe, đăng ký kênh và chia sẻ video nhé.